khi ba tôi là người giàu nhất thế giới, phần chính. Tiền nhiều nhất đầu quá vậy mất. Ba ơi, nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Khi nào chúng ta mới tiêu hết? Để ba ước lượng thử xem. Theo cái tốc độ tiêu tiền của nhà mình thì mỗi ngày tiêu ra khoảng 100.000 tỷ, thì khoảng 5.000 năm nữa chúng ta mới tiêu hết. Như vậy thì lâu quá đi mất. Mày xem đi, mày có vô tích sự chưa? Tao cho mày mỗi ngày có 10.000 tỷ mà mày cũng tiêu không có hết. Ba ơi, con đã nỗ lực tiêu tiền lắm rồi. Bức tranh 200 tỷ, viên kim cương 300 tỷ, còn rất nhiều xe ô tô nữa, nhưng mà vẫn không có tiêu hết. Tới chỉ thể hiện ra là mày vô tích sự thôi. Mày mau đi ra ngoài tiêu tiền đi, không có tiêu hết thì không được về nhà. Thật kỹ Anna Pepeo à, chị mau nghĩ cách giúp em đi. Tiểu thư à, dựa trên tốc độ tiêu tiền của cô thì nhất định sẽ tiêu không có hết. Vậy chị nói đi, em phải làm cách gì chứ? Cái gì có thể mua được em đều mua hết rồi. Chủ ý này hay lắm. 2000 years later. Ba ơi, cuối cùng con cũng tiêu hết tiền rồi. Con à, sao bây giờ con mới về? Con đem tiền của ba đi đâu hết rồi? Không phải ba che năng lực tiêu tiền của con sao? Con nghe quản gia nói tiền của nhà chúng ta trên trái đất tiêu không bao giờ hết được, nên con đem lên sơ hỏa tiêu hết rồi, tiêu sạch sẽ, tiêu không còn đồng nào luôn. Cái gì? Sao con không để lại cho ba một ít? Bây giờ đến tiền thuê người giúp việc ba cũng không có nữa rồi. Không phải ba luôn buồn phiền vì có quá nhiều tiền sao? Con giúp ba tiêu sạch hết rồi thì bây giờ không còn phiền nữa rồi. Hóa ra là mơ. Ba, bây giờ con đi tiêu tiền đây. Thôi, hôm nay mày không cần ra ngoài tiêu tiền đâu, để mình tao tiêu đủ rồi.